Đã là fan K-pop thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ phải nghe qua đến chương trình thực tế sống còn Produce 101 đình đám, hoặc ít nhất đã xem qua một trong bốn mùa Produce được sản xuất bởi Mnet đúng không? Và chắc các bạn cũng biết, Hàn Quốc có rất nhiều các show thực tế sống còn tuyển chọn ngôi sao K-pop để cho ra mắt. Trước Produce chúng ta có Superstar K, K-pop Star, Dancing Night, sau Produce có Idol School, The Unique, Midnight. 최초 아이돌 전문 교육 기관 아이돌 학교를 소개합니다. Song cơn bão Produce quả là huyền thoại, cái bóng của nó quá lớn khiến cho các show sống còn sau đó không còn được đón nhận sự chú ý của cộng đồng fan K-pop nữa. Chỉ các nhóm nhạc dự án được ra mắt từ show sống còn này mới đủ thành công để kiếm về bụi tiền khiến Mnet phải sản xuất đến tận 4 mùa. Video ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tổng hợp review tất cả tần tật từ A đến Z, từ mùa 1 đến mùa 4 của Produce, cùng bắt đầu với chúng mình nhé! Produce 101 đọc chính xác theo tên tiếng Hàn là Produce 101 và đã được sản xuất tổng cộng 4 mùa. 101 thí sinh tham gia là thực tập sinh đến từ 50 công ty giải trí lớn nhỏ hoặc thực tập sinh tự do sẽ cạnh tranh với nhau theo từng vòng thi. Những ai đã xem Produce chắc chắn sẽ không thể nào quên được biểu tượng kim tự tháp được xếp bởi những chiếc ghế tượng trưng cho thứ hạng của mỗi thí sinh. Trải qua mỗi vòng, thứ hạng càng cao thì sẽ được ngồi ghế càng cao. Đỉnh kim tự tháp chắc chắn là điều mà thí sinh nào cũng muốn với tới. Khán giả xem chương trình được gọi là quốc民 producer, nhà sản xuất quốc dân. Bằng cách bình chọn online qua homepage hoặc ứng dụng, phiếu bầu của nhà sản xuất quốc dân sẽ quyết định ai bị loại, ai đi tiếp cũng như định hướng phong cách cho nhóm, chọn bài hát ra mắt và cả tên nhóm nữa. Không có các hội đồng đánh giá, giám khảo hay thuê các khán giả để đưa ra quyết định như những chương trình khác, 20 người được chọn vào đêm chung kết trực tiếp sẽ được bỏ phiếu qua tin nhắn tổng đài và top 11 người chiến thắng sẽ được ra mắt như một nhóm nhạc dự án trong một khoảng thời gian nhất định. Khái niệm cố trong pick, pick cố định, chỉ người duy nhất bạn luôn bình chọn từ vòng 1 cho đến vòng chung kết, ai là pick cố định của bạn? Đó là câu hỏi mà các fan Produce thường hay hỏi nhau. Xuyên suốt chương trình có một MC dẫn dắt các thí sinh được gọi là đại diện nhà sản xuất quốc dân, đó là những diễn viên ca sĩ có tên tuổi trong ngành giải trí. Riêng Lee Dong Guk tại mùa 4 nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng do nhan sắc và thần thái của anh còn vượt trội hơn cả 101 thực tập sinh tham gia, khiến các fan còn đùa nhau rằng Lee Dong Guk chính là pick cố định của mình hoặc là vì Dong Guk nên mới xem chương trình. Bốn nhóm nhạc lần lượt được cho ra mắt là IOI, 101, IT1 và IT1. Tên gọi của nhóm đều có ý nghĩa liên quan đến chương trình. Đâu có ai ngờ rằng những nhóm nhạc tạm thời ấy lại quá nổi tiếng, quá thành công khiến cho công chúng muốn họ trở thành một nhóm nhạc cố định hoạt động lâu dài. Vậy thì cùng tìm hiểu lý do vì sao các nhóm nhạc idol được ra mắt bởi Produce lại nổi tiếng đến thế nhé. Lý do đầu tiên chính là cách thức bình chọn cùng văn hóa fandom K-pop. Ở Produce, fan không chỉ đơn giản theo dõi và ủng hộ thần tượng của họ như trước nữa, mà được trao cái quyền trực tiếp sản xuất ra nhóm nhạc idol. Đâu chỉ dừng lại ở việc chọn thành viên và tên nhóm, tại vòng đánh giá concept, fan còn được quyền bình chọn thành viên nào hát bài nào nữa cơ. Vì mỗi người chỉ có một phiếu, nên để có thêm phiếu bình chọn cho pick cố định của mình được debut, thì fan phải vận động bình chọn từ người thân, bạn bè, đến cả những người qua đường không quen biết bằng đủ mọi cách như đăng bài lên các trang mạng, các diễn đàn hay làm bảng quảng cáo ở những nơi công cộng. Sau những tháng ngày vận động bầu cử như vậy thì khi thấy đứa con tinh thần của mình được ra mắt, bạn sẽ cảm thấy tự hào cho cả bạn và thần tượng của mình đã đúng không? Các thực tập sinh để được lọt vào mắt xanh của những nhà sản xuất quốc dân đương nhiên cũng phải nỗ lực không kém để phô ra tài năng, khí chất, giọng hát và cả nhân cách vàng của mình. Vì số lượng thí sinh tham gia quá đông nên để được lên hình dù chỉ vài giây khiến cho mọi người nhớ đến. Để bạn bình chọn cũng là một bài toán cực kỳ khó.
이 목소리를 기억해. Tại Produce mùa 2, Park Ji Hoon từng phải nháy mắt đến tận hơn 100 lần để được lọt vào máy quay chỉ 2 giây duy nhất. Nhưng nhờ đó mà khán giả biết đến Winky Boy, chàng trai nháy mắt, để bình chọn cho cậu debut dưới cái tên One Now One đấy. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc vốn đã khắc nghiệt nay càng tàn nhẫn hơn khi gắn những con số thứ hạng lên người để quyết định số phận của họ. Biết làm sao được khi một năm tại Hàn Quốc có đến hơn 100 nhóm nhạc thần tượng được cho ra mắt, nhưng đâu phải ai cũng có thể sống sót để thành công, có những nhóm nhạc chưa được biết đến đã phải tan rã. Nên đó là lý do họ không thể từ bỏ ước mơ mà phải đấu tranh để giành được một suất trong số 11 người. Chính sự nỗ lực và niềm khát khao mãnh liệt ấy đã làm động lòng các fan, khiến họ theo dõi chương trình và quyết tâm ủng hộ đến cùng để giúp ước mơ đấy trở thành sự thật. Tan si, 갑시다. 파이팅! 목소리 크게! 5, 6, 7, 8! 빛이 보이지 않아 소처럼 흔들리나 오오오오오 Mặc dù chương trình có vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì EVO Edit và thời lượng lên sóng quá khác biệt của các thí sinh, song vẫn phải công nhận rằng Produce đã từng rất hot trong 4 năm liên tiếp. Vậy và ngay khi mùa thứ tư kết thúc lại vướng phải nghi án gian lận phiếu bầu đến nỗi cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Đáng tiếc thay, sự nhúng tay của Mnet là có thật, PD chính đã nhận tội. Các fan cảm thấy rất giận dữ và thất vọng vì bị phản bội. Cái tên nhà sản xuất quốc dân được đặt ra cho họ vì chương trình đảm bảo 100% nhóm nhạc sẽ được tạo ra bởi các phiếu bầu từ fan. Kết luận cả 4 mùa đều có sự gian lận phiếu bầu từ cảnh sát như một phát đạn bắn thẳng vào hai nhóm nhạc đang trong thời gian hoạt động là Ice One và X One. Ice One bị hủy toàn bộ các show, hoạt động comeback sắp tới, còn X One thì chỉ mới debut một album nhưng đang trong thời gian thảo luận đưa đến quyết định phải giải thể. IOI và One Now One cũng không còn hy vọng tái hợp nữa. Rất nhiều fan cảm thấy đáng tiếc cho những thực tập sinh đã đổ mồ hôi nước mắt để luyện tập chăm chỉ cho đến ngày được ra mắt. Dù có gian lận phiếu bầu hay không thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được sự đam mê và nỗ lực cùng âm nhạc và tài năng của họ. Mong rằng dù số phận của các nhóm nhạc có ra sao thì họ cũng sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát đến cùng.